Chào các bạn, trong video clip này, tôi chia sẻ bí kíp túm gọn về các phần mềm hỗ trợ dạy online hiệu quả. Đầu tiên, đó chính là các phần mềm hỗ trợ tạo tài liệu hoặc là tạo bài giảng. Thì để tạo tài liệu hoặc tạo bài giảng thì các bạn có thể dùng PowerPoint hoặc Word. Và trong Google thì nó có Google Slide và Google Doc, nó có thể chuyển từ cái Microsoft PowerPoint và Word sang được. Và đặc biệt á, thì các bạn tìm hiểu và sử dụng cái phần mềm rất hay, đó chính là ClickPoint. ClickPoint á, nó là một cái tiện ích cài thêm ở trong PowerPoint. Tuy nhiên, nó giúp tương tác trong quá trình dạy học rất là tốt. Các anh chị để phía dưới, trong cái màn hình này phía dưới thì đây là những cái thanh công cụ của ClickPoint. Nó có rất nhiều những cái hay, nó vừa dạy vừa highlight. Thứ hai là nó có thể tạo ra những câu hỏi, những cái bảng trắng, những cái câu hỏi hay là những cái hoạt động nhóm trong lớp rất là hay. Các anh chị tìm hiểu để học cách sử dụng và áp dụng. Đối với cái loại tài liệu video thì các bạn có thể dùng là YouTube hoặc là Google Drive để lưu trữ. Và hình ảnh cũng vậy, hình ảnh thì có thể dùng Google Drive để lưu trữ. Đối với cái vấn đề mà trình chiếu và để tương tác với học sinh trong quá trình giảng dạy thì nó có Google Meet, nó có thêm Zoom hoặc là Microsoft Teams hay là Skype gì đó. Nhưng Google Meet thì nó dùng cái tài khoản Google và dùng chung nhiều cái hệ sinh thái khác Google được. Và đặc biệt là cái phần trình chiếu này, tôi giới thiệu thêm một cái phần mềm, đó chính là phần mềm Google Jamboard, nó cũng của Google luôn. Đây là một cái bảng trắng để tạo ra được cái quá trình tương tác trong quá trình dạy học. Và để quản lý lớp thì có Google Classroom. Đây chính là một cái phần mềm rất là hay. Google Classroom đó, nó sẽ giúp cho chúng ta quản lý được lớp học, quản lý được tất cả học viên trong lớp học của mình, quản lý điểm danh, có thể là ra bài tập và thu được cái bài, nộp cái bài tập của học sinh cũng qua Google Classroom. Chúng ta tạo ra những cái bài tập bằng Google Slide hoặc là Google Docs, sau đó chúng ta giao cho các học sinh và chúng ta chọn cái tính năng đó chính là mỗi học sinh một cái bảng sao, thì lúc đó học sinh nhận được cái đường link và học sinh vào làm xong rồi nộp lại, nó vào lại cái trong cái Google Classroom này, nó thống kê cho chúng ta luôn, rất là hay. Và cái vở bài tập cũng vậy, vở bài tập thì Google Classroom chúng ta cũng quản lý được, hoặc là vở ghi chép á. Vở ghi chép thì chúng ta có thể dùng một cái phương pháp nữa, đó chính là chụp hình và chúng ta upload lên Google Drive thôi, mỗi bạn học sinh đó chính là một cái folder. Đây là cũng một cái cách quản lý rất là tốt về vở ghi chép. Thông tin mà tương tác với lại phụ huynh thì dùng email hoặc là dùng những cái phần mềm nó có tính năng broadcast. Broadcast đó là tính năng đi một chiều nha các bạn. Và đặc biệt trong cái vấn đề thông tin qua lại này thì nên tiêu chí là phải đúng người, nó phải đúng người và đúng việc. Hiện tại thì tôi thấy nhiều bạn là dùng công cụ đó chính là group, đặc biệt là group Zalo. Thì cái này nó rất là nhanh, Zalo thì đi tin rất là nhanh. Tuy nhiên thì nó có một cái nhược điểm, đó chính là nó làm phiền rất là nhiều. Và nếu thống kê thì tới 90-95% là những cái tin nhắn đó nó không liên quan tới mình và nó làm phiền mình. Do đó khi sử dụng thì group thì chúng ta phải hết sức lưu ý. Rồi, thì trên đây là sơ lược sơ qua tất cả những cái phần mềm mà hữu ích trong quá trình dạy online của chúng ta, và tùy theo tác vụ thì có những cái phần mềm tương ứng. Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng nó trên Google, lên gõ trên Google thì nó sẽ ra rất nhiều những cái hướng dẫn sử dụng để chúng ta học và sử dụng. Quy chung lại thì dạy học mà hiệu quả thì nó có hai cái khía cạnh, đó chính là dạy và học. Thì đối với cái việc dạy thì chúng ta lưu ý ba cái ý sau đây. Thứ nhất, đó chính là chúng ta dạy cái gì. Do đó là mỗi cái buổi học chúng ta nên luôn có những cái slide đầu tiên, cái nội dung học ngày hôm nay là gì cho các học sinh biết. Và cái thứ hai là cái đối với mình thì tài liệu chúng ta chuẩn bị như thế nào, file ảnh như thế nào và các công cụ ra sao. Và cái này là cách dạy. Cách dạy thì ở đây nó gọi là chúng ta lồng thêm nhiều cái hoạt động nhóm hay là những câu hỏi vào. Rồi học sinh thì khi chúng ta dạy thì câu hỏi đặt tiếp theo là học sinh có học hay không. Như vậy làm sao chúng ta biết được? Thì từ những cái này chúng ta truy ngược lại những cái công cụ để chúng ta tìm cách chúng ta quản lý được. Rồi học sinh học đó, nhưng mà học sinh có hiểu bài hay không?
và kiểm tra như thế nào. Thì như những cái công cụ ở phía bên này thì dùng những công cụ đó chúng ta có thể có cái cách để hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình dạy học. Và tôi chia sẻ thêm một ý nữa để hỗ trợ trong quá trình dạy online, đó chính là cái hiệu quả mà truyền thông tin. Đây, cái hiệu quả truyền thông tin thì khi mà truyền thông tin thì cái hình ảnh nó chiếm, nó tác động cái người nghe tới là 55%. Thứ hai là âm thanh, âm thanh tức là cách nói chuyện của chúng ta đó thì nó tác động là 38%. Còn cái từ ngữ trên slide thì nó chỉ tác động có 7% thôi. Và qua những con số này thì các bạn đã thấy rồi, chúng ta tìm cái cách làm sao cho chúng ta tương tác một cách hiệu quả, đó chính là dùng nhiều hình ảnh tượng trưng và cái âm thanh thì nó phải cho hiệu quả. Như vậy thì cái việc hình ảnh, âm thanh và cái từ trên slide nó chỉ mới tác động được đến lỗ tai và con mắt của chúng của học sinh thôi. Tuy nhiên còn cái não nữa, làm thế nào để tác động vào não? Thì đó là trong quá trình dạy á, thì các bạn nên cho nhiều cái hoạt động nhóm lên, cho nhiều những cái hoạt động nhóm và chúng ta hỏi nhiều lên. Và khi hoạt động nhóm thì trẻ sẽ làm, khi hỏi thì trẻ sẽ tư duy, và chính cái tư duy và cái làm này á, nó sẽ tác động lên lên não của trẻ và nó đưa những kiến thức đó vào trong não, và lúc đó thì nó sẽ giúp cho cái việc dạy học nó sẽ hiệu quả hơn. Tôi chia sẻ thêm một vài ý như vậy để hỗ trợ cho các bạn trong quá trình dạy online một cách hiệu quả. Hy vọng cái clip này nó hữu ích cho những ai đang làm công tác giảng dạy. Chúc tất cả chúng ta mạnh khỏe, trân trọng. Xin chào và hẹn gặp lại. Bí kíp X, kiến thức được tóm gọn. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy like và chia sẻ. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những thông báo về video tiếp theo.